Ít nhiều bà dạy lên lớp rồi. Nào mới được nghỉ hưu à? Hết sắp rồi. Sắp dạ? 3 tuần nữa thôi. Tuột thế nào? Đâu đưa lên treo này. Hãy lập đạp bây giờ vô rồi. Ao này còn nhiều cá không? Ao này còn nhiều cá không? Vừa mới là tháng 3 này mới thả đi. Cá rô à? Cá rô vừa bét lại. Trở về thôi. Kìa. Anh Hưng ơi. Chó ác không? Về rồi. Lên làm gì không lên nữa. Mẹ còn ngoài kia. Thôi thế không lên đâu, lên em bảo em về luôn nè. Yeah.
Thôi bà ơi, đi nó dập xong nát hết. Không cầm nữa bà, nó cái này đi nó dập nát thật phí. Tí chắc anh lại ra hộ chứ. Anh về nhà một tí thôi nha. Cứ về thôi. Ở đây nó dầm già lắm. Không như ở trên kia. Ở đây không thể cắt ngay được. Làm gì? Nó còn rút gọn một tí. Đỡ ngày xưa một tí. Cháu về bà.
xe lu rồi lên ra. Tết tháng sau xuống làm ba đi ngon.
Nay khoảng tháng nữa xong không anh? Tháng nữa anh ạ. Còn có tiền thôi. Có tiền là tháng nữa xong, không có tiền thì tháng không xong được. Đúng rồi. Mà kinh phí nó đủ nhưng mà tháng nó xong hết. Các anh là chắc công ty dưới kia lên đi nhỉ? Rồi, anh đi ra. Hết rồi. Thiên nhiên hùng vĩ. Hết đoạn này là đường nhựa hết.